Đại bò tư chiến. Nay ngày 25 tháng 9 năm 2020. Đại bò về trại gồm có ba bê cơ bắp, hấp kem, ba bê bông, ba bê đen, hấp kem giấy. Mà đem các tỉnh gần xa, anh chị gần xa đến trại bò xem. Chị tính đưa bò đến trại xem và tham khảo. Giá cả xong mình chốt giá xong mình chở giao tận nơi nhé. Hai con, ba con cũng giao luôn. Cái con số 30 là con bò 3B, quay tổng thể hết cho anh em xem từ phần đầu, phần cần, phần ghim vai, phần sân lưng. À, thấy tổng thể hết luôn ha. Anh khách này là ở huyện Cây Bắc, anh vô xem bò rồi. Con số 30 là bò 3B đen. Con số 28 là bò pháp kem giấy, bò lỡ lứa rồi, bò lớn bò. Con số 01 là bò bê bông sô-cô-la. Con số 24 là bò pháp. Con số 29 là bò bê bông. Con số 15 là bò pháp. Con số 16 là bò cơ bắp xám chì. Con số 23 là bò pháp. Con số 20 là bò pháp. Con số 21 là xám chì. Con số 31 là bò bê. Con số 27 là bò bê. Con số 09 là bò bê. Con số 40 là bò cơ bắp. Bò này, ba con bò này trong mình nó giờ 130 kg đổ lên hết anh em. Còn tính ký hơi là 240 kg. Là ba bò này mỗi một con là 240 kg hơi á. Còn nếu tính thịt tuột là 130 kg. Mình bao với anh em là cái ghim vai nó 4 tấc có dư ha. Cái đùi nó đóng rất là sâu. Đít nó lên cuộn ra là gọi bò rồi, sáu muối á. Đây bò sáu muối. Con số 40 là con bò cơ bắp. Số 42 là con bò cơ bắp. Con số 40 là con bò cơ bắp. Tổng trong tay bò mình gồm có 4 con bò cơ bắp. Con số 40, con số 49 là con bò cơ bắp. Cái đầu nó chằng chằng nè, các em thấy không? Cái đầu rất to ha, con bò này là mới có 8 tháng rồi vậy. Đó, 8 tháng con bò này cho mình nó 130 kg. Nếu tính ký hơi là 240 kg. Tính thịt tuột là 130 kg. Cẳng rất là to, ghim vai lên nách và bè. Đầu to, cần thắt lại rồi là cổ rô ha. Bắt bò cổ rô sau này là cái tốc độ thịt nó lên rất là nhanh là bò cơ bắp. Con số 49 là bò cơ bắp, 42 là bò cơ bắp. Con số 40 là bò cơ bắp. Ba con bò này mình bao đây em là chế một ly nước, lưng không chảy nè. Cái lưng nó có rỗng thôi ha. Lưng nó hủng xuống mà có rỗng, cái đùi chống dắt rất là sâu. Đây bò là cơ bắp. Trại bò mình là gồm có 25 triệu mấy trăm là có bên em, bò rất đẹp. Đó, bò số 09 đó. Là con bò BB này không thua gì cơ bắp rồi. Đít chè bè, số 09. Con số 40 là bò cơ bắp. Con số 42 là bò cơ bắp, số 49 là bò cơ bắp. Mình đã tuyển chọn rồi những con mẹ nó lớn con ha. Con mẹ lớn con sao rồi, đằng này mình nuôi chất lượng thịt, bà con nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Còn bắt con bò mà cái dây lép lép rất nhọn nhọn là thua luôn ha. Bắt bò là cái viêm vai hở nè, dàn lưng rộng nè, bản đùi đóng sâu nè. Đó, mình nuôi chất lượng thịt đạt rất là cao. Còn đi bắt con bò mà khoái khoái ham ham rẻ, bắt con bò về nuôi là phí công không bao giờ có lời. Đấy, cứ nghiên cứu chuyện đó ha, mình góp ý anh em thôi. Đây, bò số 40 là bò cơ bắp. Con số 42 là con bò cơ bắp. Con số 49 là con bò cơ bắp. Con số 09 là con bò B đen. Số 27 là bò B. Số 31 là bò B. Con số 21 là xám chì. Con số 20 là bò pháp. Con số 23 là bò pháp. Con số 16 là con bò xám chì cơ bắp nè. Con số 15. Con số 29 là bò bông. Bò B bông. 24, 01. Con số 28 là phát trong kim giấy. Còn xương rất là dài. Còn xương to, háng đầu rất là dài, kim vai hở nè. Đi. Con số 30 là bò bê đen. Đó, bò bê, số 30 là bò bê đen. Số 01 là bông.
con số 24, con số 25, con số 29. Ê. Đấy đó anh 29 là bắt anh 25 288. Đó. Bắt chung bên kia, bắt chung cặp. Con số 38 là con bò. Bò B. Cũng như bớt anh nằm tầm á. Con số 39. Con số 32. Con này con 49 là con cơ bắp, lưng có cổng thôi nè, cái càng vai đây ta hết thăng không? Đó, cái đồ dung trùng người ta cũng lên cục ha, cái mấy cơ bắp. Ở ngoài sau nó có hai cái chằng nó khuyết vô đó, nó gịch vô ở sau đít sau đồ nó khuyết vô là gọi bò cơ bắp rồi sáu muối nè. Nó nào thấy mà bây thường nhìn thấy biết xác định cái cây nè. Bây thường nhìn được cây liền. Nhìn biết cơ bắp ha. Nhìn là xác định là biết cây. Bò cơ bắp số 49. Cơ bắp số 42. Cơ bắp số 40, ba bò cơ bắp rất là đều. Con số 09. Con số 09 là ba B. Con số 27 ba B. Con số 31 ba B. Con số 21 là bắp chì, sấm chì. Con số 20 là con bò Pháp. Con số 23 là bò Pháp. Con số 16 sấm chì, cơ bắp. Con số 15 là bò Pháp. Số 29 bà bê bông. Con số 21 là một pháp. Con số 01 bông sô cô la. Con số 28 pháp kem giấy. Con số 30 là bà bê đen. Mới về mới xuất ra rồi đó, anh mới hạt em